Và hãy xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Tùng MG, đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vào Survival Evo Season 1 của chúng ta. Thì ở tập trước mình đã nói chung là phần 1 thôi, phần 1 của quá trình hành trình đi theo Giga level 92. Thì ở tập trước thì mình quá là khinh địch à, mình làm chết con quét dầu luôn rồi mấy ông ơi. Tôi làm chết con quét dầu luôn. Với lại là mình chưa có chuẩn bị đầy đủ tất cả những súng ống, rồi sau đó là trap hay là này nọ. Thì mình tưởng là game là dễ, mình chỉ cần đứng ở trên mình bắn thôi. Ai ngờ các bạn biết cái tốc độ hồi turbo của nó kinh khủng tới cỡ nào không? Với lại nó là một con level 92, và theo thông tin của ARKpedia nó nói là cần 144 viên cho một con Giga level 90. Và nó chưa tính gì ngoài đó hết. Có nghĩa là nó chỉ cộng một bắn một viên của con Gigan bao nhiêu rồi nó nhân lên số turbo của một con Gigan thôi. Thì cái đó là không chính xác, nó còn cái thời gian mà nó hồi lại nữa các bạn. Cho nên rất là kinh khủng. Thì cho nên hôm nay mình nhờ sự giúp sức của ông Hoàng Anh với lại sĩ Ăn Hại, và chúng ta sẽ bắt đầu tập này nhất định phải có Gigan nha. Nếu mà mình có một cái là con level 92 tem xong mà nó cộng thêm mấy chục level nó, trời ơi các bạn nghĩ nè, bá của mẹ nó đạo luôn. Thì bây giờ mấy ông ơi ra phân công rồi, mấy ông ơi Đây tôi đây. Đến chút mình lấy cái đồ này là ông Hoàng Anh á, thì sẽ giúp cho mình, có nghĩa là ông phải tính toán được là cần bao nhiêu cái gateway, là có nghĩa là cái cửa các bạn, để chặn nó lại. Và ông làm một cái beat trap luôn nha ông, một cái trap bự á. Ok, tôi biết rồi. Hoàng Anh sẽ lo cái việc đó, còn sĩ sẽ hỗ trợ Hoàng Anh đi farm. Ông Hoàng Anh cần cái gì thì đi farm cái đó nha sĩ. Ok anh. Rồi, và hồi nãy mình mới đi train level sẵn, mình đi lấy biotoxin, mình lấy tầm khoảng 2000 biotoxin các bạn à. 2000 biotoxin và thịt đùi mình lấy được có 8 cục thôi. À, bây giờ mình phải đi tiếp kiếm tiếp thịt đùi và biotoxin. Và sau đó thì mình cần phải phụ ông Hoàng Anh làm cho xong. Hôm nay mình cũng một mình mình, nếu mà một mình làm thì cũng như đó thôi. Đi farm remit. Ok em lấy con Spino này làm gì em? Ông Hoàng Anh có cần gì vô phụ ông, anh lấy con này anh đi farm remit kìa đã. Hiện tại là anh cần rất nhiều metal ingot nhá. Metal ingot tôi để ở trong cái lò nung bự á ông. Ông với lại tôi chưa có nung hết, ông bỏ ga vô ông nung đi. Không đủ, đây tôi bỏ ra ga nung còn đâu bình thường sẽ đủ. Ok. Bên đây. Rồi còn cái gì em hỗ trợ cho ông ấy nha sĩ. Anh đi farm remit thật là nhiều. Tại vì các bạn biết không, cần hôm nay là một cái tập trai hạt nhất của season trai hạt luôn. Hạt luôn các bạn. Nên cần phải tính toán thật là kỹ, tính toán hết sức là kỹ càng luôn. Lấy được bao nhiêu mình sẽ bỏ vào đây. Tại vì mình sợ con Spino này nó ăn. À, tập này phải hạt thiệt là hạt để chúng ta phải có thành quả chứ. À, đi mấy ông biết là tôi đi nguyên cái map là chỉ thấy duy nhất một con thôi. Thế mà mình lựa ngay đúng ngay con level 92 mới cay chứ. Với lại là mình cũng chưa nghĩ là mình sẽ tem con Giga đâu các bạn, tại vì lỡ hứa với các bạn rồi, chơi tới luôn. Ok, mình qua mình múc cái con T-Rex nó luôn. Bây giờ hơi nặng mà không sao. T-Rex này nha. Chưa có nổi. Cắn có 40 đam mà láo mà lếu. T-Rex level 92 thì không cần phải để dành nữa các bạn, chơi láng hết cho mình. Sẵn đây mình sẽ làm mid boiler luôn ha. 200 mấy là vừa. Ok. Còn bao nhiêu thì mình sẽ vứt. Rồi, ok.
Stego này cũng có cái remix này các bạn. Với các bạn nào mà đang xem thì khi mà chưa bấm đăng ký, các bạn bấm đăng ký vào cái bên nút đăng ký có một cái chuông, các bạn bấm vào cái chuông đó để khi mà mình ra video thì các bạn có thể xem được cái video mới nhất của mình nha, và giúp cho mình đạt 10.000 subscriber trong thời gian sớm nhất nha các bạn. Ui, vô đây thì nó hơi lắc nha các bạn. Mỗi lần á mình chơi một mình á thì không có lắc nhiều, FPS thì lúc nào cũng ba mấy bốn mươi thôi. Nhưng mà khi mà mở host lên á thì mình phải kéo thêm hai ông kia nữa, kiểu mình là chủ á, mình kéo hai ông kia nữa cho nên là hơi căng. Mình nhớ không lầm là có một cái đợt mà mình giết con rắn này là có bạn thắc mắc là tại sao lại ra round remit, thì tại vì game nó vậy á, chứ mình biết giải thích làm sao. Game nó dậy rồi. Đánh con rắn thì nó sẽ ra remit nha các bạn. Ui con này. Ôi con này sống hay chết thì sao. Ui bên đây là thiên đường luôn. À mình quất một đám này chắc mình chết quá các bạn. Nhưng mà không sao, mình cũng căng mà. Ôi tuổi. Ui mình đi vô không được luôn nè. What the fuck? Trời láng. Một con Bino cân 6 con Rento nổi không? Dương sướng. Không lại thì chạy thôi chứ đâu. Không quả anh ơi. Không phải tính cho kỹ nha, không phải tính cho kỹ, thà dương và hơn thiếu nha. Đó là cái công việc chăm ngôn từ trước tới giờ luôn. Còn hết. Chờ lúc mê tổ đủ rồi là sao? Hả? Chờ lúc mê tổ đủ rồi, mê tổ đủ rồi là ok. Ok. Ủa ông chưa mê tổ luôn hả? Cái đấy là chưa có mê tổ chưa ông? Còn chứng cắn. Sao tôi thấy người ta chơi stone không à? Con nó cạp một lúc là lổ ngay mà ông. Trong thời gian mình chưa kết thúc nó cạp lổ là anh em về làng ấy. Ồ ok. Mê tổ nó sẽ lâu hơn. Nó mất cạp được mê tổ nhưng mà mê tổ nó sẽ rất là lâu để mà phá được. Kiểu như nó tăng hơn đúng không các bạn? Đúng rồi. Thì kiểu như tôi tính stone thôi mà ông cho mê tổ thôi cũng được. Để thà như vậy chịu khó một tí nhưng mà ok. Tại vì tôi thấy á, khi mà người ta đưa nó vô chuồng rồi á thì nó ở người ta xây ở ngoài một cái lớp nữa, kiểu như một lớp ghét nữa. Ok, như vậy là 200 mấy cục remit rồi, quá đủ rồi. Sĩ ơi, em có làm gì không sĩ? Có đây chế độ. Ok. Bên dưới xong thì xong rồi. Em nếu mà em làm xong, em chế đồ xong rồi đó, em chịu, em lấy con Ronto của mình á đi lại mấy cái bãi mà để lấy trái cây á, em quét qua quét lại rồi em chỉ lấy narcotic ở Nacoberry trái màu đen á vô cái túi đồ mình thôi. Còn cái thứ những thứ còn lại mình bỏ đi ha. Kiểu như đi farm Nacoberry. Biotoxin thì mình quá đủ rồi các bạn. Giờ chúng ta đi về. Gần nhà có mình có một con Ronto kìa, chắc mình dứt nó luôn quá. Không biết level mấy để mình xem coi. Nếu mà level cao cao thì để nó lại level 4 ha. Rồi, xác định rồi. Let's go. Anh kêu lấy con Kiwa Nudo. Cái con Ronto là cái con bự nhất nhà mà ở trên lưng nó có cái phản á em. Đó cái con mà đậu cái lò nung nè. Thấy không? Phâm chậm quá đâu. Bắt mấy cái con đi rồi phâm đúng đẻ luôn. Đúng rồi, em đi lại mấy cái bãi á, đằng cục đá bự kia kìa. Em quét qua một cái rồi em chỉ lấy trái màu trắng á, em dời nó qua inventory của em. Rồi sau đó em drop on hết, có nút drop on á biết không? Em drop nó hết bên con Ronto. Như vậy là xong. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vào
bỏ vào Remix 352. Rồi để mình xem coi ông Hoàng Anh sao rồi. Ông nút đây chi không? Ê, ông chát với nữa hả? Ông lại chát nữa rồi. Chết mẹ luôn, chai hạn vậy chết mẹ luôn. Chai hạn vậy là chết mẹ luôn. Tôi đang vẫn đang chờ nó lung mê tổ để tôi chế nó cái cổng còn hai cái nữa mà mới đủ mà. Ông chế bên đây hả? Chết mẹ thôi kệ ông sao. Tại vì tôi tính là chế ít lút là cho nó dễ. Ok. Đủ rồi đấy ông ơi, đi thôi anh em đi thôi. Gì đủ? Ơi khoan từ từ tôi hỏi nè, bây giờ ông có bao nhiêu cái cổng rồi? Tôi có bốn cái cổng. Bốn cái cổng là cho bốn phía đúng không? Chắc chưa, tôi thấy nó cần phải nhiều hơn nữa nha. Chắc 100%. Rồi sau đó là ông có cần cái cánh cửa không? Cái cánh kiểu cái cửa để áp cho cái cổng á. Không ông ơi. Rồi vậy ông có cái bẫy chưa? Có bẫy rồi, bây giờ ông chế cho tôi súng thôi. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ chế súng. Hai cây súng không đủ chứ, ba thằng ba cây luôn cho chắc. Giờ tôi riêng tôi là bốn cây rồi nè. Rồi và bây giờ thì súng long neck thì chúng ta cần bốn cây mỗi người. À, cho 100 như là 400 metal. 400 metal nhân 2 thì sẽ là 800 metal. 800 metal nhân 4 8 20. Ok, bỏ wood vô nữa là đủ. Ông chờ tôi một tí. Chờ thằng sĩ nó đem cô tích về rồi mình chắc mình đủ rồi. Metal bên đây còn. Đây wood bên đây luôn. À, long neck. Chế được một cây thiếu metal đúng không? Chế được thêm một cây nữa. Người hai cây không biết đủ không ta. Rồi chế đạn nữa chứ quên nữa. Đạn hiện tại bây giờ tôi còn có nè. Để tôi coi coi. Ủa thanh niên này chơi lớn. Thả cả piranha vào trong nhà mình nữa. Bây giờ ơi ông ơi, bây giờ tôi có 204 đạn sóc kinh rồi đó. Bây giờ chế thêm không? Chế thêm thì tôi chế cho. Ừ, ông chế thêm một ít đạn ngủ nữa đi cho nó chắc. Đạn ngủ cũng đạn sóc kinh luôn chứ gì. Ừ, sóc kinh thì chắc. Với cả mình cũng mang la có biết hoặc là bio xin thêm. Sóc kinh thì chúng ta cần gun powder thì bây giờ có bắt powder rồi. Bây giờ chỉ cần than nó thôi. Than ở đây mình còn vài cái chơi luôn. Ha, bỏ berry vô nha, bên đây nè nha. Nha sĩ. Bên đây nè. Bên đây là chế okay. Chế Nico berry. Chế Nico tích. Có thịt thối chưa anh? Có rồi, anh có cái đống này. Rồi anh bỏ vô luôn rồi đó. Ok, mình đã có 550 gân bao đồ, sau đó chúng ta sẽ bỏ vào đây. À, lại thiếu metal nữa, mỗi viên đạn nó 2 metal đấy các bạn. À, bây giờ chỉ cần xài mấy này xài metal hơi bị ngốn nha các bạn, hơi bị ngốn luôn á. Quá trời metal luôn. Bữa nào mình làm vũ khí chiến nữa đi farm metal coi chứ. Như vậy là không xong. Một trăm mấy đủ không anh? Một trăm mấy narcotic á hả? Dạ. À, anh nghĩ là ổn áp. Ủa hết hết cái màu đen rồi hả em? Hết rồi. Ok. À, cũng được không sao. Em lấy thêm cho cũng được. Ừ, lấy thêm đi. Anh sợ không đủ rồi chứ narcotic bây giờ mình. Anh nghe đây. Yếu rồi. Anh nghe đây. Cái gì? 92 viên. 92 viên thì chúng ta bỏ vào đây và wrap duct tape. Làm sao? Narcotic và này đúng không?
Ok, chúng ta là vẫn thiếu metal. Mình sẽ gói ghém, mình gom hết tất cả metal ở mọi hướng về. À, anh em nào chưa có giáp trong cái tủ một này có nha, để mất công là không mà đường nào nó cạm cái cũng chết rồi, yên tâm đi. Đừng kiếp vậy. Ghê lắm. Cạm cái ba đứa chết hết luôn mọi người. À, bên đây còn 79 metal ingot này các bạn, và bên đây thì mình lấy 100. Ui, cứ lâu lâu lại là chúng ta đã có 100 metal ha. Tao không biết ở đây bây giờ. Rồi, như vậy là chúng ta đã có cái viên đạn đỏ rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chế cái viên đạn shocking. Đây. Thì bỏ biotoxin vào là được. Một ngàn là quá dư luôn. Đem theo cho chắc. Thà dư còn hơn thiếu các bạn hiểu không? Rồi chuẩn bị không ơi, chuẩn bị sỉ về là chơi được á. Vấn đề không phải vấn đề về tiền. Tiền nó mất tình cảm anh em mày có hiểu không? Mày nói thế thì ra thế. Thôi không phải nói nhiều làm gì cả. Anh có bảo gì đâu. Không phải nói nhiều cả, tao đã rút tiền ra rồi, tao phải đưa cho mày. Ok chưa? Còn nó không phải giải thích làm cái gì cả. Anh rút tiền ra anh đưa cho mày là anh đưa cho mày. Không phải giải thích làm cái đéo gì cả. Gì cả. Không giải thích. Ok các bạn, gần xong rồi các bạn. À, mình có người mình thiết nghĩ là có nên chế thêm một cái súng nữa không ta, kiểu như thà dư còn không thiếu mà chủ trương đường lối tao chính sách. Tao và nó khác mà mày, tao và mày đâu. Tôi hay buôn lại giọng. Mày biết thẻ có tiền, mày có hàng trăm triệu, hàng tỷ thì là việc của mày. Anh không biết, tôi đừng nói nữa, để anh làm video. Thôi đừng nói nữa, anh đang làm video. Vãi cái lời à, một thanh niên cứng. Cứng của lòng. Mày vào là vay tiền. Nhằng. Vay là vay thôi. Nhằng. Vay là vay mà vay là không vay là thế thôi. Thích thì vay còn thích thì vay. Thích thì vay, không thích thì vay. Thì đâu, thấy dễ mà. Không phải không đơn giản, thích thì vay còn thích thì vay. Còn mình thích thì đưa, còn thích thì đưa. Thích thì tránh ra, không thích thì tránh ra nè. Không à, má ông đứng có duyên quá, ông đứng ngay cửa luôn đi ra nội tốt luôn anh, tốt luôn. Rồi em bỏ vô đi, mình chờ xong rồi. Chỉ cần việc gì ấy thôi, còn đâu làm bế tụi khổ đủ hết rồi. Giờ chỉ cần mê tồn nữa thôi là đủ hết các bạn. Và bây giờ thì đã má chim đâu mà đi nè. Vấn đề là bây giờ nè. Giờ tôi sẽ sắp xếp lịch trình trước nha. Nghe tôi nói, mấy ông nói tôi nghe nha. Là như thế này. Là bây giờ mình hiện tại chim mình có một con Arantavis với lại một con bờ te thôi. Thì ai đó gấp tôi ra ngoài rồi sau đó đừng có đi ra khỏi, đừng có tới chỗ Gigant gấp. Mình chỉ cần đi kiếm chỗ nào trống trống thôi, rồi sau đó kiếm cái chỗ nào trống rồi đó, đặt những cái ga te, những cái cửa chặn nó lại, đặt cái tráp ở giữa rồi dụ con Gigant ra đó là xong. Ha, à, chỉ cần nó đạp 7 cái là đóng cửa thả chó. Xúc nó luôn. Chuẩn không ông hả anh? Chuẩn luôn, không quay lại đi phát rồi. Mình chết luôn. Chưa, bây giờ tổng hợp lại bây giờ còn 300 viên. Em 300 viên shopping á. Shopping thì thoải mái, 300 viên thì thoải mái. Ông cứ mang một ít video xin nữa để đi ra lo ăn. Ok, tất nhiên, cái này rất là tất nhiên, tôi thăng cái ngàn mấy rồi. Rồi, 9 viên nữa là đủ nè, rồi anh em chuẩn bị tập hợp ra là tôi thăng phát đồ đạt nè. Anh em chưa có giáp thì cứ làm giáp thoải mái nha. Mặc cho có thôi chứ không có tác dụng gì đâu, yên tâm đi. Mặc cho nó đẹp thôi, lên hình cho nó đẹp. Lên hình chớ đẹp thôi, chứ nó cạm cái gờ anh em đây trước cửa nè. Phân phát. Ok. Đầu tiên thì chúng ta, tôi sẽ dục ra hai, cái này là của một người nha. Hai cái này, hai cái súng. Sau đó từ từ tôi vô tôi lấy cái
cái đạn. Ui, anh em này bắn khẩu súng, một khẩu súng hỏng đời rồi. Rồi 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 sau đó là 100 viên, mỗi người 100 viên nha, mỗi người 100 viên. Rồi nè, có 100 viên tiếp theo nè. Rồi đó. Rồi sau đó là hai cây súng. Mỗi người hai cây súng là ok rồi. Rồi. Nhớ nha. Sửa đồ đi ông ơi, mua thằng hai bộ đồ đi, không mà đồ dễ học lắm ấy. Đồ này khi ra nó cặp hai phát là học đồ đấy. Tôi nghĩ là một phát một là ba đứa mình chết rồi, khỏi dễ hỏng. Mình không có cơ hội lần thứ hai đâu, yên tâm đi, mình không có cơ hội hai đứa tiếp cận nó đâu, chỉ cần nó vô lòng là được. Rồi, đây cái viên đạn này bị spoil nha em. Bị bo có nghĩa là để lâu nó hư á, cho nên là tranh thủ. Let's go anh em ơi, let's go. Rồi rồi, em lái em gấp anh ra ngoài đi. Nào, em biết cái núi cấm ở cái hướng 30 80 không? Em giờ mình bắt đầu đi. Đi em ơi. 30 80 anh. Rồi. Không ăn đâu rồi. Đây tôi sẽ mua bộ đồ nữa ông ơi. Còn dẻo anh. Tôi đơn giản thôi. Không chỉ cần đem đủ đồ nghề, đủ đồ chơi là ok hết. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ di cư ra ngoài. Nếu mà không lần này không được thì mình cũng đành chịu rồi các bạn. Thề luôn. À, mình cho Gigan đi vào dĩ vãng luôn. Chơi official nó à, chơi kiểu như này là official kiểu là nhà phát hành luôn. Đồ nó đồ khó, nó khó thì không được thì phải chịu thôi chứ làm nào. Đúng rồi. Đấy, cái này là ngoài sức giới hạn của mình luôn. Anh nói không mặc quần hả? Không luôn, vậy gió mát. Ôi chết mẹ, quên nữa. Để mình xem coi. Ôi, nó chảnh lạnh lắm nha, nhưng mà không sao, mình sẽ dời nó xuống đồng bằng cho nên không sao, đi tiếp em, đi tiếp lại đi. Canh stamina con chim nha. Rồi mình sẽ keep cái khúc này cho đến khi mà mình ra tới ngoài nha mọi người. Very not good đúng không ạ? Ok, bây giờ mình đã tới nơi rồi nha các bạn. Mình tới nơi rồi và bây giờ thì mọi việc là mình sẽ nhờ Hoàng Anh làm giùm luôn. Có nghĩa là cách bố trí, cách này nọ là do Hoàng Anh quyết định. Cho tôi lại. Đây xuống đây nhá. Ok. Đó, mình cũng nghĩ như vậy, mình sẽ dụ nó đi xuống vùng đồng bằng này. Cái chỗ này thì nó rất là cũng khá là yên bình thôi chứ chả có vấn đề gì hết. Đó, để nó đây, hợp lý. Ông ơi xuống đây dưới là mấy con T-Rex kìa. Người mới sụp xuống rồi ông ơi. Không còn T-Rex ra đang đặt bẫy kiểu là nó ngoạm tôi. Ok, từ. Để tôi thả anh sĩ xuống cái đã. Em kiếm chỗ trốn nha em. Để. Yeah. Anh với ông Hoàng Anh đi. Đừng đi bậy nha, đừng chết nha, chết là hư luôn á. Rồi let's go. Giờ chỉ cần clear thằng này thôi là xong. Ê có con ngoài biển kìa. Hồi hết level 4 à. Máy đi. Ủa nó cắn đau hết nha. Thôi đừng có bắn nó nha. Tôi cân được, yên tâm. Anh em tin tôi. Đi lên mà. Ôi, tính ra là tôi không đem thịt đùi theo luôn á. sai quá luôn. Nhưng mà không sao, cả em có thịt đùi. Ok vậy rồi. Các bạn cùng chiêm ngưỡng kiến trúc sư Hoàng Anh để xây. Tôi thấy có nhiều đó sai, đừng có lầm lỡ nha. Con gà này chui vô lọt không? 10 con gigan nọt ông ạ. Ông cứ dụ vào đây. Không để tôi dụ luôn cho. À, khoan nha, để tôi hỏi nè. Bây giờ tôi có thắc mắc là ông đem theo 4 cái đúng không? Ừ. Đem theo 4 cái gì, còn cái là ông tính đặt ở đâu? Đặt ở sau lưng đấy, đó đúng không? Đấy. Ở sau lưng nó tôi phải đặt bẫy vào đã. Ông đứng đây nhá, một thằng đứng đây canh không cho con thú nào vào trong cái bẫy này nhá. Ok, như vậy thì ông là cái người đặt bẫy đi, tôi sẽ người dụ nó, ông chỉ cần ông hai sĩ với Hoàng Anh sẽ đứng dạt ra ngoài, khi mà nó vô trồng rồi chỉ cần bay lại đặt cái bẫy nó là nó dính cứng ngắc ở đống luôn. Cái cửa phía sau cuối cùng nè. Cái phía sau cuối cùng là hiểu đúng không? Rồi. Ok vậy. Bây giờ ông dụ bóng bay thẳng vào lỗ này, con chim của ông bay qua cái lỗ như này nè. Ok. Bay qua lỗ đúng không?
cái đúng cái thằng đấy nè đấy. Rồi 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 rồi, sĩ 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 ổn định vị trí đi sĩ, bay lên mỏm đá đó đi. Anh sẽ là người dụ nó xuống. Từ từ. Kia có cặp kia mới bắn chết một cặp đi. Ok kia xong một cặp, để một cặp phòng mấy bây giờ? Mất mấy bây giờ? Ừ, đâu 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 đâu. Cho nó ra đây nè. Cho nó ra đây rồi. Quỷ này. Mẹ này. Đi. Ui. Ôi chết mẹ chết mẹ. Ôi. Ôi sơ 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 sơ. Chim ơi. Chết giữa chết giữa chết giữa. Ok 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 ly nha ly nha ly nha ly nha, canh canh nha sĩ canh nha sĩ. Yeah. Anh cũng không có đem thịt thài luôn rồi. Trời lớn luôn. Anh đem em có đem, em có đem em có đem. Ok ok hay quá. Sĩ đảm đang quá. Để coi turbo của mình có tăng lên không. Ok thịt đùi anh, thịt đùi thì em có thịt sống mà có 24 cục thôi. Để ông đầu em không tưởng là để đây đi không à, đi ngồi sẵn tim sẵn đi không à. Thịt sống miếng còn 57 cục. Rồi chơi nào các bạn nhỏ ơi, chơi nào chơi nào. Ok tới rồi tới rồi tới rồi tới rồi tới rồi, chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị. Anh chuẩn bị vị trí. Mày đứng vào đây đi, mày ra đấy ra đồng phạm cho một phát là mình về làng luôn đấy. Mày bảo là tại số. Anh tưởng là canh cái lỗ đó. Ui chết mẹ. À, để nó cắn phát thứ hai rồi ông ơi. Để nó cắn phát thứ hai không ổn rồi. Bay cao cao lên một tí ông ơi. Rồi 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 rồi. Rồi. Chưa được, chưa được, chưa được. Tôi chưa thấy nó nữa. Nhưng mà nó gần rồi, nó gần rồi. Chờ tí, tôi cắn máu cho con chim cái đã. Ui nó đi ngay đi, ngay đi, ngay đi, ngay đi. Nó đây rồi. Chết rồi. Xin đi. Ơi đừng 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 lu ra nha, lu ra nha. Tôi chưa. Từ từ, không gấp. Á, đây cây có nhiều quá. Từ. Tôi bắn nó dụng nó vào đây. Nó đuổi con bờ te kìa, Ê, cái gì vậy? Đuổi ông ấy, bay đi. Rồi, ok, từ. Ôi, đen mẹ. Ui. Ôi, chết mẹ rồi. Ôi trời. Xong thôi xong mẹ rồi. Chết con chim lẫn ông luôn rồi. Giờ sao ông? Đi ông ơi. Chết mẹ em rồi anh ơi. Chết mẹ em rồi anh ơi. Đúng rồi anh tiêu giải quá anh ơi. Chạy đi chạy đi chạy đi. Ôi, giờ sao vậy ta? Giờ sao vậy tôi làm gì nha? Xong rồi. Mất hết rồi. Bỏ xác luôn. Ủa xa thế. Từ từ thôi anh em ơi. Anh chỉnh nó bị lệch á. Nó quay qua nó quất em luôn. Bà mày. Chết chưa sĩ, chết chưa sĩ, chết chưa hả? Ngụm luôn rồi anh ơi. Giái anh quá. Giờ đéo có con gì để đi ra ngoài nữa. Ok. Đại bàng chết rồi ông ơi. Thôi đi bắt không mớ đi anh ạ. À. Bắt đại bàng chuẩn bị đồ chơi nhiều lên. Không phải nhiều. Có nhiều trường hợp phòng hờ nữa. Bây giờ phải... đi liên lỗi các bạn, ok. Bây giờ mình phải dụ nó nữa các bạn ơi, cực thế. Bây giờ mình chế lại đồ đã. Khoan khoan, bây giờ bắt một con bà te trước, bắt một con bà te trước. Nhưng mà bây giờ đồ đạc gì không biết còn ở nhà còn không nữa. À, ông lụm, ông rảnh ông lụm cái rớp luôn nha, mới mất đồ ổn lắm á. 30 phút mới lo em đi, cần quấy được ông ơi. Hả? Tôi hồi stamina đã. Tôi sẽ làm được, tôi sẽ giúp được nó. Chỉ cần ông đưa nó vô, ông dụ nó vô thôi là ok hết. Tụi viên sĩ ra tới luôn. Đồ nằm ở ngoài hết rồi. Bây giờ sao đây, lấy con gì chạy ra đây. Không khoan, bây giờ mình bắt một bò te đi, bắt một con bò te đi em. Bò te là con gì? Con chim á em, con chim á. Ok, nên mình đi bắt. Chim ăn thịt sống đúng không? Đúng rồi. Anh có cái nỏ rồi nè. Chế thêm ok lấy này cột tích, này là cột tích có rồi gần được rồi. Chế cái bola nữa. Gần vào vào tí nữa tôi vào. Bola hay là xích lớn anh? Bola. Đây mày nghe. Đây cho em ơi. Được chưa ông? Được chưa ông? Được rồi, 432 cục thịt. Anh đem theo nào cột tích chưa? Rồi có rồi, anh có nỏ. Tôi bị rơi xuống nước. Ui gần tèo. Cắn phát rơi xuống nước. Á ông làm rau tim không?
Đấy, giờ phải làm lại từ đầu luôn các bạn. Căng vãi cái đấy. Giờ ổng lấy được đạn với súng giờ là được. Cái đồ chỉ có thể chế lại được cái đạn với súng. Nhiều lắm. Anh có một bà te nè, cho đẹp mẹ, sao lại sao lại rớt dưới nước mày? Đi phải cái đấy. Ok, con này chết rồi, bỏ đi. Gì dạ? Con nó chết rồi, con nó xỉu dưới nước rồi, thôi bỏ đi em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt lại một con bà te để the để em làm cái yên cửa cho nó, anh đi kiếm bà te cho rồi bắt. Anh tự bắt chim này bàn ai về bắt. Không, bà te thôi, bà te thôi, bà te thôi. Bà te là dư sức rồi, em chế yên cửa đi, anh bắn nó xỉu được rồi. Con này sáu mấy. Em đi bạn nha. Ai hiểu nó cắn thắt cái xương rồi. À, thôi xong rồi. Gãy xương rồi, tôi thấy xong rồi đó. Thôi nó bị dính rồi, nó bị dính rồi, dính rồi. Dính chưa? Dính chưa? Chạy ba, chạy ba. Chạy ba, chạy ba. Bắt được rồi, bắt được rồi. bỏ hết công chuyện, bỏ hết công chuyện. đi bây giờ nè, bây giờ em lấy cái con gì cũng được, miễn sao em lấy con móng vuốt dài á, em đi ra ngoài lấy video chạy cho nó lẹ. Em muốn lấy con gì em lấy. Spino để cái anh nữa. Hello anh ơi, đi, sao mà được, Spino có cỡ được có người hả? Thôi kệ, em cứ lấy con đó đi, anh lấy con móng vuốt dài. Chờ tôi nha. Đừng bắn nha. Không, okay. Đừng bắn. Đi theo anh nè. Bạn. Ờ, sĩ. Tôi đi vệ sinh cái đã nha. Ok. Đi theo anh nè. Bây giờ đi ra ngoài nha các bạn. Đi ra ngoài, bắt buộc phải đi ra ngoài. Nếu mà bây giờ đi thuyền nó như thế nào ta? Đó, đi thuyền nó hơi chua. Mà đi ấy thì nó... Đi thuyền đi em ơi, bỏ con này ở đây đi thuyền với anh nè. Đi thuyền nhanh hơn. Đi hai đứa được luôn. Chứ mất công đem ra đem vô nữa. À, mình khổ quá các bạn ơi, vì một cái lỗi sơ suất, các bạn biết tại sao không? Cái phá cắn của con Gigan á, nó có cái hiệu ứng phết thương sâu, cho nên là giống như nó bị thiêu đốt vậy các bạn. Cháy phải cái đấy. Nó tạp một cái thì em thấy 700 mấy máu là thôi, anh không chơi đâu. Em bấm E đi. Rồi bỏ E ra để anh lái cho. Rồi đứng yên là được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cùng với sĩ. Anh ơi. Ok á. Ủa nó bị cái gì á? Ok, tới rồi các bạn ơi, tới rồi các bạn ơi. Cuối cùng cũng gặp lại được rồi. Với cái đấy, chuẩn bị vô lượm rớp và bắn nè ông anh ơi. Ông alo. Đây rồi. Ôi, tôi đâu thấy nó đánh cái cửa đâu không? Rồi, lượm rớp nè em. Lượm rớp liền, ngay và lập tức, đừng lại gần nó là được rồi. Hên quá các bạn. Wow, các bạn tem một gigan mà các bạn đánh. Các bạn thấy mình đánh đổi dữ không? Wetzel nè, má rồi. Rồi cái gì nữa? Rồi, Aren nữa. Chết luôn chứ. Má anh giục em lên chứ không giục gì. Từ từ nha. Một khi nó mắc 7 rồi không có cho phép sai sót gì nha. Đây. Rồi chưa? Bắn luôn à. Anh em chuẩn bị. Chờ tôi khai hỏa 1 2 3 dứt. Chưa. Gì vậy? Bắn vào đầu lối ông ơi. Ok. Đầu ấy, bắn vào đầu, tất cả anh em ngắm hết vào đầu. Ồ, nó đang đánh kìa, nó đang. Ủa sao tôi, nếu mà nó đánh cái vật của mình, nó có hiện đạo không? Cái này tôi theo tôi chơi bên kia là nó đánh. Nhưng mà cái này là nó lâu hỏng lắm, chứ không phải là như cửa lấy mập cửa đá. Nó cắn từ lấy là học tồi. Ok. Ui. Đá này, ây. Hú. Ghê vậy chứ. À, cái gì vậy? Cái hôm nay là cái ngày gì vậy? Phụ tôi bắn tiếp nha. Không. Đi ra đi. À, không được ngừng nghe, không được ngừng nha. Giữ đạn được. Giữ. Giữ đạn được. Sao ra được. Ok. À, xui gì mà xui dữ vậy ta?
giờ ra ngoài rồi các bạn. Nói mình bất cẩn vãi cái lời luôn. Giữ đam với nhà, trong 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 túi tôi còn đạn, nếu mà thiếu đạn lục trong túi anh liền nha sĩ. Ok. Phải giữ turbo nó, đừng cho bao giờ nó tuột, tuột cái là coi như là công sức là đi tồi hết á. Bây giờ mình lấy con này ra ngoài nữa các bạn, mệt quá. Con này không chừng đi nhanh hơn cái thuyền nữa. Ok mình tới rồi các bạn. À, đi mòn mỏi luôn bây giờ mới tới. Bây giờ mình đi farm thịt đùi. Nó gần xỉu rồi, mấy ổng giữ đam giùm mình. À, mấy ổng giữ đam giùm mình. Khi mà các bạn mà buông nó ra một hai giây thôi là nó sẽ hồi turbo kinh khủng hết. Cho nên là phải giữ cái lượng đam ổn định, cái lượng giữ lượng turbo ổn định. Để bắt xịt nhau. Ok ok ok, từ từ. Biết rồi. Cứ bắn đi, tôi lượm được cái này nè. Bắt xịt liền. Rồi, phủ một tay liền, Tôi còn 30 viên đạn. Okay. Em còn 28 viên nữa. Rồi. Đây. I'm coming, tôi còn 90 viên lận, yên tâm. Đó nè, vô tư em. Đó, bây giờ đứng đố cha mày bắn được tao, đố cha mày cạp được tao. Coming. Bởi vì bắn vô đầu nó tỷ lệ nó cao hơn. Không quan trọng, cứ bắn là được rồi, đừng đứng gần đó nha, Ôi! Holy shit! Biotoxin tôi còn, à, ok, nam tôi có, nam cô tích tôi còn. Đó, chạy ra lấy remit liền. Mà anh lấy à. Hay quá các bạn ơi. Má mình vừa ra kịp lúc mà lấy luôn, được. Xem nó xỉu luôn. Đó, con chó này. Chụp hình lại. Đó. Không khả năng thịt chín được không anh? À, tốt nhất à? Cho thịt chín để mình ăn em. Tôi không cho vào cái này à. Biết tôi xin không? Biết tôi xin đây, tôi nhét vô cho. Ông cho vào ông nghe. 600 mấy, à, tem 10 con gigan còn đủ. Nhưng mà tôi thấy là cái turbo nó không có giảm nhiều ông ơi. Lâu rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi bắt một con nào đó trong lúc mà thêm giga nữa các bạn. À, bây giờ mình có súng mà đâu có sợ. Có súng rồi nha. Kiếm con Rentavit đi hả? À, Rentavit. Được. Nhưng mà... À, tôi thấy rồi. Một con ở đây nè. Nó nhiều đây. Level cao rồi chứ. Ồ, level 8 rồi. Thôi bỏ. À, tôi không có để cái mod... Ui, bộ cạp nữa. À, cái mod... empty robot vô nha. Cho nên là cứ tem xong cứ để nó ở đây hoặc là kêu nó đi về. Cho ông Tùng đi bắt đi xí ở đây rồi tôi mua đi, anh đi vệ sinh cái. Ok. Xí ở đây, anh quay lại đây. Ấn view tôi xin cho nó ăn. Ấn em và người cho nó, ấn em vào. Ok, cái đó anh biết rồi. Anh yên tâm. Em ăn nó là đuối luôn. Thịt đùi này nó trồng là nó hỏng, nó chỉ hỏng một cái một thôi chứ không phải là hỏng hết đúng không? Đúng rồi, hỏng một cái thôi. Tôi tưởng là nếu mà như game kia là bên hóc của nó hỏng một phát là nó hỏng hết. Ủa vậy hả? Đâu phải đâu. Đây là stack thì nó sẽ hỏng cái một. Ồ vậy hả? Nếu mà kiểu như ông để làm thịt đùi mà muốn làm miss spoiler á, ông clip on nó một cái là tất cả nó phân chia ra là đúng thời gian là nó tất cả đều bị boil luôn hết luôn á. Làm cho tôi đi vệ sinh cái đã nhá. Ok. Tôi tên lẻ ra. Hay quá các bạn ơi, hên quá. Nhiều phần trăm rồi. Ui, cũng nhanh mà các bạn. Không có gì hết. Cho nó ăn một cái bio tôi xin vô. Giật lên liền. Nhớ canh nha sĩ. Yên tâm anh. Ok. Em mà. Ở nó tăng tới 45 level rồi. Ui, nhẹ quá tốt rồi, đừng có đánh nó phát nào là nó sẽ giật xuống á. Ui, khát nước. Con quỷ chim này là nhiêu ta? Chim 12 hả? Ui 12 không muốn tem chút nào luôn á thề. Kệ. Có còn không? Một con. Xỉu ngay và lập tức luôn. Không xỉu, không ăn tiền. Hai. Điên hả mày? Điên nè. Ok. Aren xỉu chưa?
Aren, Aren hả? Ui, chỗ này nhiều quá ta. Con này level mấy vậy? Red level 8 à. Ok, mình không muốn đi. Ui, xéo. Hai. Mình hiện tại mình không có thịt. Để mình về mình lấy con bino mình đi farm, hay là lấy thịt thường thôi cũng được nữa các bạn. Không cần mấy thịt đùi. Mấy con Aren quỷ này, mấy con mũi này. Nhầm nhò gì? Thích thì cho mày một phát luôn. Level 16. Đúng lâu luôn anh. Hả? Tính là tem đúng lâu luôn, mình chính đứng hoài. Nói chuyện là nó đói, em đừng có nhồi thịt cho nó nha. Em chỉ cho nó ăn biotoxin thôi. Dạ, em chỉ cho nó một video biotoxin thôi. Thối luôn rồi nè. Ok. Để anh quan liền cái đám này nè. Hello bé Giga. Cái sắp về đội của anh, để anh leo lên người bé. Vớt hết mấy cái skin coi. Má, chóng chọn quá. Rồi ok, let's go. T-Rex level 8 rồi. Không muốn thêm tí nào nữa các bạn, thề. Ok, giết nó luôn. Không tem thì giết. Ui, sao nhiều vậy? Ui, nhiều ấy. Nhiều chim gì thế? Một con xỉu. Mày xỉu một con này nè. Một con rồi. Con này 8 mà sao cũng trâu dữ ha. Trời ơi, mấy con mũi. Mấy con mũi này. Ôi, nó quấn cái gì dữ hả? Điên hả mày? Ok, á, lần này chim thoải mái luôn. Chim bầy, chim đàn luôn á. Một con. Ngáo này chọc giận anh Bino của mình. Ngáo này. Chơi nó em ơi. Ui, nó quýnh rồi. Xám hồn. Spino quậy quá, Spino quậy đục nước luôn các bạn ơi. Spino quậy đục nước luôn. Ok, ngoài đây có gì nữa đâu mà đánh. Ok, mình đi dài kiếm chim tiếp thôi các bạn. Bờ te hả? Bờ te level mấy đây? Bờ te 20. 16. Ui, nhìn mà không muốn tem luôn á. Mấy con bên đây level ít vãi. À, em có thịt đùi, em có thịt nướng không em? Có anh. Ok, anh chị. Ghi gan sắp xong rồi. Ok. 57% rồi. Đi dạo chơi xíu.
bắt con nào vui vui ra. Còn 20 viên đạn sao xong thừa ra là xỏ quá. Còn em còn bao nhiêu viên đạn hả? Hello. Hello anh. Em còn bao nhiêu viên đạn? Em còn 20 viên. Ôi, tính ra là cũng không tới nổi, chuẩn bị nhiều quá ha. À, cho anh mấy cục thịt nướng đi. Đói bụng quá. Cục thịt nướng. Từ. Tê này nhiêu đây? Tê 8 rồi bên kia coi. 12. À, sao level ít nhờ? Stego này coi. Level 8 luôn. 76%. Ok. Đó, à, đây level 8 nhiều thế nhỉ. Có phải lộn. Ui, nó đang đánh lộn. Má chui vô cái ôm đầu máu chạy về mất công á. Ủa sao anh bắt con level 23 chi à? Bắt chơi vậy em, dư đạn đâu làm gì. Vậy để em bắt anh được không? Thôi bỏ đi. Gigan đúng không? Để chế được cái đồ cưỡi của Gigan thì chúng ta sẽ cần cái gì đây? Ôi, mấy đồ quỷ, Fiber 2 và Metal Ingot, chuyện nhỏ. Thì đằng kia có hai cái khủng long to, siêu to khổng lồ đang tem nhau kìa. Để mình tem nó đi anh. Nhà mình có rồi em. Cái đó còn nó đứng chật lắm, vô dụng lắm, không có gì ngoài lấy berry của mình. Ok, gần xong rồi các bạn ơi. Fuck. Quá đã luôn. Quá chí luôn. Họ là dẫn nó về. Dẫn nó về bằng đường bộ luôn các bạn. Không cần phải đường nào khác nữa. Đường thủy cũng được nữa. Ui, có con quỷ Sabertooth nè. Làm gì tao? Level 12 bắn xong rồi nó level 12 tấp phải rồi. Bắt được con đại bàng level cao chưa? Tôi bắt được 3 con bên đây nè. Bắn xỉu được 3 con mà không có con nào cao hết á. Cái có để chưng cho vui không ơi. Chứ giờ kiếm level mà level cao khó lắm. Bên em mà nó toàn bay lên trời không. Nó đứng cái gì. Bay đéo gì bay hoài. Xuống đi mấy thằng ông nội. Ok, trời sắp mưa rồi các bạn ơi. Các bạn có thể thấy nghe những giọt mưa không? Không nghe luôn hả? Rồi vậy tốt. Mất công. Nguyên cá mập nằm trên bờ luôn. 20 tây nữa xong rồi. Rồi xong rồi các bạn ơi. Chuẩn bị đi về các bạn ơi. 95%. Một hồi tôi sẽ cởi con Bino dẫn cái đám này về. Tôi rất là con Gigan về. Rồi dẫn con Gigan về luôn. Tất nhiên rồi, điều đó là tất nhiên. Ok, gần xong rồi các bạn ơi. Một tí nữa thôi. Ok xong rồi kìa. Xong mấy ông ơi. Ui. Em đây em. Ui rồi phá ra đi. Rồi bây giờ tôi lấy con Bino dẫn hết tụi này về ha. Ông và anh câu con sĩ về. Sĩ câu anh về đây sĩ ơi. Từ. Ôi chết mẹ rồi, mấy ông dẫn con mấy con chim này về giùm đi. Má nó cản đường nè, Ui nó cản đường kìa. Chết mẹ rồi.
từ từ lửa ra ok lửa ra tôi chỉ giờ dẫn mình Gigan yêu dấu về thôi. Round miss hả? Ôi nghe có con T-Rex kìa. Ôi, luôn liếu xìu em ơi. Đi let's go. Rồi dẫn con chim về giùm tôi nha. Vô nhà vui cửa anh. Tôi xong rồi nó bỏ cái thuyền đó luôn các bạn ơi. Ui con chim này. Ở ngoài đây có con chim nữa nè. Cái bà đi. Ok à, bây giờ mình sẽ dẫn Gigan chúng ta về để thử coi. Thử đạn em Gigan nó như thế nào. Để mình thử nha. Aspect with this target. Đó. Ui 640 đau ông ơi. Nó quýnh gấp đôi con Bino tôi luôn á. Ui chúa tể của các vùng núi. Đấy nó mà đuổi thì tăng tiếp lên 200% nó chạy được. Ok bắt xẹp được rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ let's go. Ok bây giờ mình sẽ kiếm cái khúc này cho đến khi mình về tới nhà luôn nha các bạn. Bởi vì chứ giờ trời mưa các bạn không thể nào mà nghe được như nhiều tiếng mình nói, mình còn thấy nghe ồn nè. Bờ te Ronaldo by Red hả? What the fuck? Xỉu rồi. Ủa bờ te của ông hay là bờ te của ai vậy? Vừa bắt được cái. Ui con Alan hả? Em là con khủng long rồi. Con Alan cùi tí tôi đi bắt lại con mới. Mấy con nó cùi mà tôi sợ con bà tem mà ông lái chết á chứ không gì. Xin nó chạy đâu mất cười. Thôi tranh thủ về nha, tranh thủ về đi, về đi, tranh thủ về. Đón em chơi đó. Rồi bây giờ mình sẽ về. Ok mình về tới nhà rồi các bạn ơi. Trời ơi dẫn con này về má mệt mỏi luôn á. Làm đồ cửa cho các bạn xem liền. Ngay và luôn. Xem nó như thế nào á các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ bỏ hết đồ đạc của mình quanh đây cái đã. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm Gigan. Gigan thì cần metal đúng không? Đồ cửa của Gigan thì cần metal đây. Metal quá nhiều chiêu thức luôn. Bỏ vào Gigan. À, 2 và fiber, 2 đây, fiber đây. À, thiếu. Đây. Fiber, chà fiber nhiều dữ. Đây. Ok đi ra lấy fiber cái nó là xong các bạn. Rồi. Má nó chiếc con T-Rex nè. Đây Giga thiếu 2. Ui 2 nhiều thế. Bây giờ mình lấy con Spino này 2 cái đã. 44 2. Má nó cắn chết con T-Rex em rồi. Xong. Ôi, cuối cùng cũng xong. Mừng quá các bạn à. Không, bởi giờ mình phải nhờ sự giúp sức của Hoàng Anh với lại là sĩ mới tem được nổi chứ giờ thua rồi. Rồi cạm cả thứ rồi. Melee đam. Map đam luôn. Không nói nhiều. Chắc cạp cũng ngàn mấy đam đó các bạn. Ui 800 mấy. Ui hỏng cẳng luôn. Cẳng phết luôn. Lấy đồ cũng nhiều. Kinh khủng luôn. 17.000 hả? 17.000 đam. Ui.
Ui, lấy đồ hơi bị nhiều nha ta các bạn. Chết mày. Ui, gần đây không có con nào để cho mình kiểu như mình. Ui, 800 mấy luôn. Kinh khủng thiệt chứ. Mà con này stamina hơi yếu nên mình lên tí stamina đó là xong ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Và đừng quên để lại một like, share giúp cho mình tạo động lực làm tiếp những cái tập sau. Và giúp cho mình cán mốc 10.000 subscriber trong thời gian sớm nhất nha các bạn. Và các bạn kế bên nút subscribe nó có một cái chuông. Các bạn bấm vào cái chuông để xem video mình một cách nhanh nhất nha. Khi mình ra video thì YouTube nó sẽ thông báo cho các bạn ha. Vào lúc 5 giờ chiều hàng ngày. Và khi mà mình có thông báo gì thì mình sẽ post lên Facebook và fanpage. Các bạn nhớ theo dõi trên đó nha. Bye bye.